Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều điểm đáng ngờ trong vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng AFA Tiếng Việt ngày 15 tháng 11 cho hay, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt giam vì cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội, cựu đại biểu Quốc hội, người nổi danh với những phát biểu không ngại đụng chạm ở nghị trường và đây là hình bản tin trên RFA. RFA dẫn cổng thông tin điện tử công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ngày 14 tháng 11 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. AFA cho biết, theo trang web chính thức của Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986. Thường gọi là Cường Quốc, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình trong lúc khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu bị cho là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. AFA dẫn lời luật sư Lê Văn Hòa, cựu chuyên viên cao cấp, hàm vụ trưởng của Ban nội chính Trung ương, trưa ngày 15 tháng 11, bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy báo chí trong nước đồng loạt loan tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt. Và đây là hình ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt ngay sau khi vừa xuống sân bay. Ông Hòa nói, thứ nhất là tôi bất ngờ vì một người mà lâu nay vẫn được tiếng trong dư luận xã hội, ca ngợi là một trong những đại biểu quốc hội rất hiếm hoi, có những tiếng nói bảo vệ lẽ phải rất mạnh mẽ trong quốc hội. Tôi bất ngờ ở điểm đó, nhưng nếu như, giả dụ, cơ quan điều tra có đủ tài liệu để kết luận hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản của ông Lưu Bình Nhưỡng thì tôi thật sự thấy mừng. Theo ông Hòa, nếu sự việc là có thật, thì có nghĩa công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và lãnh đạo đạt được rất nhiều kết quả tốt và hoàn toàn không có vùng cấm. Trang Facebook cá nhân của ông Lưu Bình Nhưỡng đăng tải nhiều link, bài viết của các tờ báo trong nước và đưa ra ý kiến của mình. Video cuối cùng ông đăng lên đến một ngày trước khi ông bị bắt, cho thấy ông tham dự lễ ra mắt chương trình Net Zero của VTV9, đài truyền hình Việt Nam. Và đây là hình báo chí cho biết ông Nhưỡng không có quan hệ gì với Cường Quốc. Tuy nhiên, đa số dư luận trên mạng xã hội và báo chí hải ngoại đều cho rằng không có lý do gì để ông Nhưỡng phải cấu kết với một băng nhóm giang hồ như Cường Quốc. Báo chí nhà nước đưa tin khá mơ hồ, không chỉ ra được mối liên hệ giữa hai người này. Thậm chí, một số báo còn cho biết ông Nhưỡng không có quan hệ gì với Phạm Minh Cường và ông Nhưỡng chưa bao giờ về xã Thủy Xuân, Thái Bình. Một sự đáng ngờ nữa là ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt ngay khi vừa xuống sân bay nội bài, một hình thức bắt khẩn cấp. Trong khi Cường Quắc bị bắt từ ngày 29 tháng 4, nếu ông Nhưỡng chột dạ thì đã bỏ trốn từ lâu. Vậy có cần thiết phải bắt khẩn cấp ông hay không? Không những vậy, những tháng gần đây, ông Nhưỡng không hề có động thái hoảng loạn, co cụm, tự bảo vệ mà ông vẫn đường hoàng lên tiếng cho những vấn đề được xã hội quan tâm như vụ các tử tù oan, vụ hồ ca bét ở Bình Thuận. Ông còn tiếp đón cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng một cách trang trọng ngay tại văn phòng quốc hội. Có ai tin một tội phạm đang có nguy cơ bị bại lộ hành vi lại có thể cư xử đàng hoàng như vậy hay không? sự dàn dựng trong vụ án này là quá lộ liễu. Hơn nữa, gán ghép một tiến sĩ luật với một giang hồ vặt, phải chăng là sự cố ý hại nhục đối với ông Nhưỡng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều điểm đáng ngờ trong vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kinh tế suy thoái, thu thế rượu bia, thuốc lá lao dốc. Một bản tin trên báo tuổi trẻ ngày 14 tháng 11 cho hay, thu thuế với bia rượu, thuốc lá, lao dốc. Theo đó, kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra nồng độ cồn, khiến số thu thuế bia rượu, thuốc lá, lao dốc theo. Báo tuổi trẻ dẫn số liệu của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 10 tháng đầu năm 2023, số thuế tiêu thụ đặc biệt mà Cục Thuế này thu được chỉ bằng hơn 86% so với cùng kỳ trong đó thuế mặt hàng bia rượu thuốc lá giảm mạnh. Và đây là hình bản tin trên báo Tuổi Trẻ. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết số thuế mặt hàng bia, rượu chỉ thu được bằng 82,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ 10 tháng đầu năm của ba doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng bia, rượu lớn là tổng công ty Sabico, công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây và công ty Henneken giảm mạnh Tổng sản lượng bán ra chỉ bằng 84% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là mặt hàng thuốc lá, sản lượng bán ra bằng 97% so với cùng kỳ, dẫn đến số thu 10 tháng cũng đi xuống. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, báo tuổi trẻ cho biết, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ, đặc biệt đối với rượu, bia và thuốc lá. Bởi đây là những mặt hàng gây hại cho sức khỏe cần phải đánh thuế cao để hạn chế sử dụng, trong lúc lượng tiêu thụ bia, rượu của Việt Nam vẫn có xu hướng tăng trong nhiều năm và luôn ở mức cao nhất Đông Nam Á. Như năm 2013, lượng bia tiêu thụ trong nước là 3 tỷ lít, thì năm 2020 tăng lên 4,2 tỷ lít. Và đây là hình đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế đối với rượu bia, thuốc lá. Báo tuổi trẻ cũng cho biết, Tại Việt Nam, rượu bia xếp thứ năm trong 15 yếu tố nguy hại đến sức khỏe hàng đầu và gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng về mặt xã hội như tai nạn giao thông, bạo lực gia đình. Thực tế cho thấy, khi kinh tế suy thoái, người dân thắt chặt chi tiêu và giảm mạnh tiêu thụ rượu bia, nhưng những vấn đề xã hội như tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm. Theo Vietnamnet có gần 5.000 người đã tử vong vì tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay. Vậy chính quyền Việt Nam cần tìm hiểu nguyên nhân thực sự dẫn tới tình trạng tai nạn giao thông cao, đừng đổ lỗi cho rượu bia. Bên cạnh đó, theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Tài chính cũng định hướng áp dụng thuế hỗn hợp, bổ sung thuế tuyệt đối với mặt hàng thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử. Báo Tuổi Trẻ dẫn quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế cho rằng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng đều có chứa các thành phần độc hại gây hại cho người hút trực tiếp và người xung quanh như thuốc lá truyền thống do đó cần sử dụng chính sách thuế để kiểm soát thuốc lá bao gồm cả thuốc lá điện tử và đây là hình dù lượng tiêu thụ rượu bia đã giảm mạnh nhưng tai nạn giao thông vẫn cao có thể thấy thông qua chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia và thuốc lá Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu quan tâm sức khỏe của dân, tại sao các cấp chính quyền lại để cho các sản phẩm thực phẩm, nông sản độc hại của Trung Quốc tràn lan trên thị trường suốt hàng chục năm nay? Kể cả hàng thực phẩm của Việt Nam sản xuất cũng chứa đầy các chất độc hại. Tác hại của những chất độc này trực tiếp hơn và nguy hiểm hơn rượu bia, thuốc lá bởi nó không chỉ gây bệnh cho người sử dụng mà còn gây tác hại cho cả thế hệ sau. Thực tế cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở giới trẻ Việt Nam hiện rất cao, đồng thời tỷ lệ sinh non, thai lưu cũng đáng báo động. Bên cạnh đó là tình trạng trẻ hóa đối với các bệnh ung thư và độc vị. Điều này đã được báo chí nhắc nhở thường xuyên và rất rõ ràng, đây là hậu quả của việc sử dụng thực phẩm nhiễm độc suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, nhà nước không hề có biện pháp nào để ngăn chặn hay quản lý. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kinh tế suy thoái, thu thế rượu bia, thuốc lá lao dốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới